Chào buổi sáng cả nhà. Thì hôm nay Thanh Mật vô tình trong lúc đặt ly cà phê Starbucks thì Thanh đã thốt ra một cái câu, đó chính là you bet. Và Thanh quyết định chia sẻ lên American English Series mà Thanh đã bắt đầu. Mọi người dịch câu này như thế nào ha? Mình cùng theo dõi đoạn hội thoại mà Thanh đặt ly cà phê với bạn nhân viên Starbucks để đoán nghĩa nhé. Hey, what can I get for you? May I get a peppermint mocha frappuccino please? Do you like grande size? You bet. Do you want your receipt? Yes, please. Thì tầng nghĩa 1 là bắt nguồn từ việc cá cược đó mọi người. Khi hăng rồi thì lúc nào mình cũng sẽ tham gia cá cược đúng không? Nó giống với tiếng Việt mình khi mà mình hay nói với bạn bè là cá không? Mày cá không? Cá gì cũng cá. Đến đây mọi người đã đoán được nghĩa của nó chưa ha? Thì nghĩa của nó chính là sure, yes, of course, certainly. Nghĩa là chắc chắn rồi, dĩ nhiên rồi, ok nha. Ta đồng ý đó. Thì you bet nó cũng có một cách nghĩa khác nữa. Thì Thanh sẽ tiếp tục cái tầng nghĩa thứ hai. Thì mình cũng theo dõi cái ví dụ như là I'm glad that you joined us today. You bet. Hay là thank you for being here tonight. You bet. Thì nó là một cách để đáp lại lời cảm ơn. Thanh thấy nó tương tự như là sure, anytime. Absolutely mate, no problem. I really enjoyed it. Thì mình dịch nó như là lúc nào cũng được nha. Dĩ nhiên là tao phải tới tham dự rồi. Không có chi hết. Tao rất là thích bữa tiệc tối nay. Thì mọi người có ngạc nhiên cái tầng nghĩa thứ hai không ạ? Thì lúc mà Thanh biết, Thanh cũng rất là kiểu bỡ ngỡ. Thì mình thêm một vài ví dụ nó đi ha, cho hết bỡ ngỡ. How much will you bet on it? Nó sẽ bằng nghĩa với việc là how much are you sure about it? Bạn chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Hay là you bet you read my review about Saffron. Thank you so very much. Thanh chắc luôn là bạn đã đọc bài review về Saffron của Thanh rồi đúng không? Cảm ơn nhiều lắm nha. Cái này Thanh giỡn tí thôi, ai rảnh cho Thanh một chiếc bình luận áp dụng câu này. Mình vừa nghe vừa áp dụng là mình nhớ nhanh nhất đó mọi người. Thì rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ American English Series. Thì Thanh sẽ cố gắng để đưa tới nhiều từ lóng và những cụm từ mà Thanh để ý được từ trước đến giờ khi sống và làm việc ở Mỹ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.